Hello, xin chào các bạn. Tôi và anh Nghiệp ngày hôm nay đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì tôi có một số vấn đề, một số câu hỏi muốn hỏi anh Nghiệp. Và tôi tin rằng là các bạn cũng sẽ có câu hỏi giống như tôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến luôn với câu hỏi cho đỡ mất thời gian nhé. Xin chào anh em, hôm nay thì rất là vui vì đã quay trở lại. Thôi không có vấn đề gì đâu, Hưng cứ có câu hỏi gì thì hỏi anh. Với cái trải nghiệm và cái những cái gì mà anh biết thì anh sẽ chia sẻ với em, như là anh em xem video ngày hôm nay. Ok, vậy thì em sẽ đặt vấn đề luôn. Là em có ông anh trai mới ông ấy đang bán chiếc đồng hồ này. Thì ông ấy có nói với em là 5 năm trước, cách đây 5 năm thì ông ấy mua khoảng 20.000 và giờ ông ấy bán lại khoảng 7.000. Nhưng mà thực sự cái thương hiệu này thì em không có biết. Đó, vậy thì em muốn hỏi anh là với cái mức giá 7.000 đó thì anh xem liệu nó có phù hợp hay không, đắt hay là rẻ hay như thế nào. Vì thực sự là đối với một người mà em không biết về thương hiệu này như em thì cũng hơi ghê. Đây thì anh cũng trao đổi với Hưng như này. Và các bạn, để thực sự ra mà nói thì đây là một chiếc đồng hồ chính hãng. Đây là một chiếc Girard Perico. Thì đây là một trong những thương hiệu đồng hồ lâu đời nhất trên thế giới. Đấy, thuộc luôn luôn là ở một trong 10 thương hiệu Thụy Sĩ hàng đầu. Đó, và em có một câu hỏi, đó chính là cái chiếc đồng hồ này có mức giá hơn 20.000 mà bây giờ bán 7.000 này. Thì nói như nào nhỉ? Thương hiệu này em có biết không? Em không biết và em cũng đang rất là thắc mắc. Một cái vấn đề nữa là tại sao từ 20.000 mà tụt xuống còn 7.000? Không biết là fake hay là gì. Thì cũng để giải đáp cho Hưng cũng như là anh em thì chiếc đồng hồ này nó là chính hãng, không có gì phải lăn tăn cả. Nếu mà để kiểm tra kỹ hơn thì chúng ta sẽ mở máy ra và chúng ta soi một số chi tiết khác. Nhưng nếu với cái kinh nghiệm của anh thì anh có nhìn qua thì anh thấy đây là một chiếc đồng hồ chính hãng rồi. Đấy, thì ngay như em nói là đây là một thương hiệu không biết đúng không? Vâng. Girard Perico đúng không? Vâng. Thì đó là một trong những lý do tại sao mà chiếc đồng hồ này có giá hơn 20.000. Anh cũng nhớ mang máng là chiếc đồng hồ này có giá đâu khoảng 21-22.000 gì đó. Vâng. Và bây giờ giá khoảng 7.000 đúng không? Tụt rất là nhiều. Đúng. Và sau bao nhiêu năm anh em mua bao lâu? 5 năm. Vâng. Thì giá chiếc đồng hồ này ấy, thì nó dao động khoảng 7.000, 8.000, 9.000 gì đấy. Thì nó hiện tại bây giờ cũng là hợp lý thôi. Nếu mà cao hơn thì rất là khó bán. Cũng không biết là anh em cũng có tham khảo ở đâu không, nhưng mà anh nghĩ là cái mức giá đó là một mức giá anh nghĩ là hợp lý. Thế thì em cũng không biết là ưu điểm của nó là gì anh? Ưu điểm của thương hiệu đồng hồ này ấy, nó là ngày xưa như này này, để anh kể cho Hưng nghe và anh em nghe một câu chuyện. Ngày xưa ấy thì cái thương hiệu GB này họ sản xuất ra những chiếc đồng hồ rất là đỉnh. Nó có hình ba cây cầu, gọi là ba cây cầu vàng ấy. Và nó có một cái thành tựu cực kỳ lớn như nào, tức là họ đem đi thi, họ nhiều giải đến mức mà ngày sau thì cứ đem cái đồng hồ đi thi người ta lại từ chối không cho thi nữa, cứ đó. Thi là trúng giải. Đó là Golden Bridge, kiểu như nó là ba cây cầu vàng ấy, GP, Girard, Three Golden Bridge, đấy là ba cây cầu đấy. Và ở dưới trước đây thì ra bảo chúng tôi cũng đã review một số chiếc GP này với chức năng điểm chuông, chuông biông, với đằng sau là ba cái cầu cũng đẹp mê ly các bạn ạ. Mức giá là dùng mình đấy, dùng mình đấy. Thì ưu điểm của nó đó chính là một thương hiệu đồng hồ lâu đời, rất là lâu đời, từ 18 bao nhiêu ấy, tôi không nhớ lắm. Đấy, 18 bao nhiêu nhưng nay cũng phải 200 năm tuổi đấy. Ưu điểm của nó là như thế. Và chiếc đồng hồ này thì anh thấy ưu điểm của nó ngoài ra ấy, nó là một chiếc đồng hồ vỏ vàng, cầm rất là nặng tay. Đúng rồi, em cầm khá là đầm. Cầm được khá là đầm tay. Người ta chỉ nói đơn giản một điều như thế nhá, không biết gì về đồng hồ, đúng không? Người ta nhặt cái đồng hồ này đem ra ngoài, không được biết gì về cỗ máy hay là thương hiệu của chúng ta đem và riêng bán vàng để được tiền. Đơn giản nhất, đúng không? Đấy là ưu điểm. Chứ đừng nói là đây là một trong số những thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ lâu đời. Chức năng của chiếc đồng hồ này thì anh đánh giá là khá là đầy đủ này, với lịch lớn, big date phải nói nhá. Vâng. Tức là hạn đồng hồ lịch nó có hai cái gọi là big date. Vì sao? Vì là nó có một ô lịch lớn với hai cái khay lịch nhỏ, thì đây gọi là big date này. Và một chức năng nữa mà anh thấy là rất nhiều người thích khi đeo đồng hồ, đấy chính là chức năng moon face hay gọi là lịch tuần trăng ấy. Lịch. Ừ, nó lịch tuần trăng ấy. Thì chiếc đồng hồ này thì cái moon face nó đặt ở 6 giờ. Nhìn trông nó khá là hấp dẫn đấy ạ. Đối xứng với cái lịch big date thì nó cân đối. Ừ, nó rất là cân đối ạ. Đấy, và anh thì cái chiếc đồng hồ này thì nó nhỉ, anh thấy anh của em đeo nó hơi xước. Nó va chạm, va chạm thì nói về tính chính xác hay là gì đấy thì chúng ta phải em phải chính
em phải đem qua Gia Bảo Luxury ấy, thì anh sẽ kiểm tra bằng máy đo với những cái công cụ để anh xem cái chiếc đồng hồ này đã đến thời gian bảo dưỡng hay chưa. Dù sao thì cũng 5 năm rồi mà. Ừ, 5 năm rồi, và nếu như chúng ta muốn nó mới đẹp hơn thì chúng ta cũng phải trải qua một số cái giai đoạn. Anh sẽ giúp được anh của em dễ dàng bán chiếc đồng hồ này hơn. Vâng. Tức là chúng ta sẽ phải chỉnh trang qua lại một chút, vì ở đây anh thấy anh đeo nó hơi bị cấn móc một số điểm này. Đó, hơi bị cấn móc một số điểm. Thì với cả máy cũng phải kiểm tra lại nữa. Đấy, rất là nhiều chi tiết. Dây da cũng đã đến thời gian chúng ta phải thay rồi. Trông nó cũng cũ rồi. Đấy, nếu mà anh nghĩ ở góc độ mức giá 7.000 đô khoảng tầm 160 triệu với mà chiết khấu 60-70% ấy, thì đây là một trong những chiếc đồng hồ anh nghĩ là cũng hợp lý. Hợp lý để một người người ta thích đồng hồ lại yêu đồng hồ, đam mê đồng hồ, người ta đeo. Và sau này nếu mà có giao dịch có bán lại ấy, thì nó không bị quá mất giá như anh mua đâu. Đấy, đây là người mua sau thì sẽ hưởng lợi rất là nhiều từ chiếc đồng hồ này. Vâng. Em có câu hỏi gì nữa? Thế mình nãy giờ thì mình nói về ưu điểm rồi. Nếu như mà về nhược điểm thì nó có những nhược điểm gì anh? Ui, nhược điểm đơn giản nhất là anh đang nói với em nhỉ. Em có biết thương hiệu đồng hồ này không? Em không. Ok, đó là một nhược điểm rồi. Đấy là một nhược điểm đúng không? Em ngồi cà phê với bạn em ấy, em giải thích với bạn em bảo tôi mới mua đồng hồ 22.000, tên thương hiệu gì? Gì nó cũng hơi khó đúng không? Em phải để tao lên mạng nó tra đúng không? Đấy là một nhược điểm về thương hiệu. Đơn giản là nếu như em ngồi với cả những người bạn em hiểu rồi, em không phải giải thích. GP nó là một thương hiệu đã được khẳng định, nhưng với những người bạn mà không biết đồng hồ thì nó hơi mất thời gian đúng không? Đấy là một nhược điểm. Nếu mà là Rolex nhá, anh nói đúng luôn. Ừ. 5 năm trước em mua một cái đồng hồ 22.000 vớ vẩn, ngày hôm nay em bán 48.000. Đấy, nó là sự thật về Rolex chẳng hạn. Đấy, có thể là đắt gấp đôi. Đó. Okay. Em còn thêm một câu hỏi nữa là cái đồng hồ này dù sao cũng đã 5 năm và nó quá cái thời hạn bảo hành rồi. Vậy thì bây giờ nhỡ khi mà mua về và nó có hỏng hóc hay là bất kể gặp thêm một cái vấn đề gì đấy thì em phải giải quyết như thế nào? Nó rất là... Tức là như này, nếu như mà... cái này anh cũng là một cái câu hỏi mà anh nghĩ là rất là phù hợp đấy. Bởi vì sao GP thì chưa có mặt ở Việt Nam. Đấy, trung tâm bảo hành của GP thì cũng chưa có mặt ở Việt Nam. Và nếu em muốn bảo hành chính hãng thì em phải đem sang nước ngoài, Hồng Kông hay là Sinh chẳng hạn. Nhưng mà đợt này là Covid thì nó cũng hơi khó nhỉ. Đợt này chúng ta gửi đi gửi lại nó rất là phiền phức. Nên là thôi em yên tâm, không sao đâu. Tức là như này, người ngoài thì anh cũng nói anh em đam mê là được. Chưa kể là anh em mình với nhau nữa. Vâng. Thì nếu như cái đồng hồ này nó có vấn đề gì thì anh em có thể đem qua Gia Bảo Luxury. Được luôn ạ. Ừ, được. Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, ngại cái gì đúng không? Thế là quá tiện rồi, gì nữa. Anh sẽ, tức là ở Việt Nam ấy thì cũng có rất là nhiều bên những đơn vị uy tín có thể sửa được chiếc đồng hồ này nếu như nó có vấn đề gì, hoặc là lau dầu căn chỉnh bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của hãng tương đối là tốt. Và anh nghĩ là với một mức giá rất là hợp lý thì anh có thể giúp em một vấn đề đó, không phải lo nếu như mà có vấn đề gì về đồng hồ hoặc là trong lúc vận hành ấy. Đấy, đừng có, tức là như này, anh chỉ khuyên anh em như anh em đeo đồng hồ đắt tiền hay là đồng hồ như này, là đồng hồ nó cũng giống như một con người ấy, mình cũng phải đeo, mình cũng phải trân trọng của bên tại người ấy. Mình phải trân trọng, đeo ngoài thì đừng có cả đi mưa đi nắng, đừng, không nên mưa ấy, thì nên anh em mình nói với nhau là cất đi, cất vào túi, dùng thì cũng hạn chế thôi, đừng có va đập, đừng có đeo đồng hồ đi tập gym hay là đi đá bóng chẳng hạn, còn em ngã ra đường con ô tô nó cán thì thôi anh hiểu thôi, thì anh lại em anh cũng không biết làm mấy gì trăm bay luôn. Anh cũng không biết làm gì thôi, em có đem ra hãng em mua cái đồng hồ, em có đem tiền ra hãng mua đồng hồ mới để mua, nhưng lúc đấy thì anh bó tay thế thôi. Chứ đồng hồ mà nó sai lệch này hay là nó đến thời gian bảo hành thì anh nghĩ là anh có thể giúp được. Nếu mà cái trường hợp mà nó hơi bị móc móc một chút, sức một chút và cái dây nó hơi cũ đi chẳng hạn thì liệu mình có xử lý được không anh? Cái đấy thì xử lý được. Đấy, cái đấy thì anh có thể khẳng định với em là chúng ta có thể xử lý được. Bởi vì sao, bây giờ hiện tại thì rất là nhiều cái công nghệ mà chúng ta có thể, ví dụ như chúng ta có thể làm để cho những cái viết đấy chúng ta như mới. Đấy, chúng ta phải nói rất là rõ ràng với nhau, và kể cả là khi mà anh nói chuyện với khách hàng, anh nói là vấn đề là khi mà chúng ta một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng rồi, chúng ta không thể đòi hỏi nó là một chiếc đồng hồ mới được. Vì nếu mà muốn mua mới thì anh em mình vào hãng đúng không ạ? Còn những chiếc đồng hồ mà đã qua sử dụng thì nó sẽ có vết răng thì chúng ta sẽ phải xử lý rất, ví dụ như là nhẹ nhàng ấy, thì chúng ta có thể là dùng cái khăn lau vàng chúng ta lau đi thôi và đồng hồ nó lại sáng bóng lại như mới. Còn dây thì nó rất là dễ, ở Việt Nam rất là nhiều nghệ nhân may dây,
Đấy, và Gia Bảo thì bên Anh thì cũng có một thương hiệu dây riêng đóng logo Gia Bảo. Đấy, thì cái vấn đề đấy nó lại đơn giản đúng không? Bên Anh có xưởng làm về da mà. Đấy, nó không quá khó khăn, anh có thể giúp đỡ hơn được. Anh nghe thấy bây giờ mà em muốn mua chiếc đồng hồ này thì không biết là anh có lời khuyên gì cho em không, hay là em cũng muốn giúp ông anh em là bán được cái chiếc đồng hồ này thì anh có lời khuyên gì không được cho ông ấy không? Tức là như này này em ạ, đây là với cá nhân anh ấy, đây với cá nhân anh thì về mức giá thì anh ấy muốn bán 7.000, giá thì anh không có nói nhiều nữa bởi vì là nó tôi vừa bán mà. Nếu như em nói chuyện với anh ấy biết đâu anh quý em anh ấy bán cho 4.000 thì sao, đúng không? Em ra ngoài bán cho người khác lại lãi thì sao? Đấy là góc độ là về giá thì anh không nói, đúng không? Nhưng với chiếc đồng hồ này thì nếu như Hưng chưa biết về đồng hồ thì anh khuyên Hưng nên tìm hiểu về thương hiệu này trước đi đã. Vâng. Thì em hãy mua, đúng không? Vì làm sao khi em nói chuyện với bạn bè em thì ít nhất là em phải biết về thương hiệu này, đúng không? Vâng. Đúng không? Em nói chuyện không phải là cái đồng hồ này đắt bao nhiêu mà mỗi chiếc đồng hồ là nó có câu chuyện. Đấy, em nói với các bạn em về chiếc đồng hồ này thì các bạn em phải lắng nghe cái chiếc đồng hồ này, tại sao nó lại như thế, vân vân. Nó là một chiếc đồng hồ đáng mua, rẻ hay đắt không quan trọng, nhưng nó là một chiếc đồng hồ gắn liền với tôi và nó có câu chuyện, có ý nghĩa. Có ý nghĩa. Còn cái việc ví dụ như là em muốn bán giúp cho anh em ấy thì em cứ bảo anh ấy đem đến Gia Bảo Luxury thì anh cũng sẽ tư vấn riêng cho anh của em như thế nào với khách hàng, bởi vì anh cũng phải hỏi với anh ấy về tình trạng của chiếc đồng này, phụ kiện còn có những gì. Anh sẽ là người nắm rõ nhất mà. Đấy, kiểu thế. Thì anh cũng sẽ giới thiệu của anh ấy với những người bạn của anh em cũng thích và hâm mộ cái thương hiệu GP này. Thì anh cũng giúp ở góc độ là anh em thôi. Đấy, thì đấy là một số lời khuyên của anh cho em thôi. Ok, cảm ơn anh Nghiệp đã giải đáp cho em tất cả những cái thắc mắc của em ngày hôm nay. Bây giờ em nhẹ nhõm hơn rất là nhiều rồi. Có gì đâu, anh em biết gì thì chia sẻ. Thì nói chung là anh phải cảm ơn em vì hôm nay cái chiếc GP này là một trong những thương hiệu mà anh rất là thích ấy. Đây GP là một trong những thương hiệu mà anh rất thích, bởi vì em biết vì sao? Chữ G với chữ P đôi khi đọc là như là GB, như là Gia Bảo ấy. Ngày xưa đây là một trong những thương hiệu anh rất là nể. Đấy, thì qua cái video này thì cũng rất là chia sẻ với anh em là nếu anh em cũng có những cái chiếc đồng hồ nào mà thắc mắc thì cũng có thể đừng ngần ngại, có thể là inbox cho Gia Bảo Luxury hay là có thể là kết bạn với là tôi trên Facebook, gửi tin nhắn và chúng ta có thể là đơn giản thôi, chúng ta có thể là cùng nhau làm một cái video. Mục đích là gì? Để chúng ta phổ cập tất cả những thông tin về đồng hồ một cách sạch, đẹp và mang tính chất khách quan nhất tới những người xem. Và trong video này thì anh em có suy nghĩ gì thì hãy cùng nhau comment ở bên dưới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.